Với hình thức sân khấu hóa, ở phần thi chào hỏi và phần thi tiểu phẩm, 6 đội thi đến từ đoàn cơ sở công ty 72 và đoàn xã Can An, đoàn xã Sa Tom, đoàn xã Sa Pờ Nôn đã truyền tải những câu chuyện thực tế tại địa phương, đưa những quy định của pháp luật thành những nội dung có tính nghệ thuật và giá trị tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, phản ánh chân thực đời sống thực tiễn của bộ đội gắn với hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn đóng quân. Cụm thi của tôi hôm nay chọn nội dung là nói không với tảo hôn. Trên cái địa bàn đơn vị tôi đang đứng chân thì hiện nay là cái nạn tảo hôn là đang còn diễn ra rất là nhiều. Nên là thông qua cái hội thi này là tôi cũng muốn tuyên truyền cho bà con trên địa bàn đứng chân cũng như là trẻ em vị thành niên là được biết về cái nạn tảo hôn là nó có những hệ lụy rất là nghiêm trọng. Thông qua đây thì truyền tải đến cái mọi người là phải dừng ngay cái việc tảo hôn lại. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mỗi đội nên xuyên suốt các phần thi đã thật sự lôi cuốn người xem, làm cho những quy định điều luật vốn khô khan đã trở nên sinh động gần gũi với cuộc sống hàng ngày và dễ nhớ dễ thực hiện. Đặc biệt những tiểu phẩm, những nội dung của hội thi đã phản ánh thực tiễn cuộc sống ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, trong đó có những vấn đề bức xúc cần phải quan tâm giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Sau cuộc thi hôm nay thì bản thân tôi thấy cuộc thi hôm nay điều tôi quan tâm nhất là về xâm hại tình dục và phòng chống ma túy. Khi về địa phương thì bản thân tôi sẽ tuyên truyền với mọi người để cùng nhau phòng chống ma túy với xâm hại tình dục. Hôm nay tôi rất là vui khi được cùng các bạn tham dự hội thi tuổi trẻ và pháp luật. Qua cuộc thi này tôi đã nắm bắt và hiểu biết được về một số luật như là luật hôn nhân và gia đình, luật an toàn giao thông và một số các luật khác. Qua hội thi này thì tôi và các bạn sẽ là những người tuyên truyền viên tích cực về pháp luật cho những bà con ở trong thôn làng của chúng tôi. Thông qua hội thi này tôi cho rằng là đây là một cái hoạt động rất bổ ích để nhằm tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn viên thanh niên cũng cho cho nhân dân nói chung và đặc biệt ở cái vùng sâu vùng xa và đồng bào dân tộc như thế này thì là một trong những góp phần rất quan trọng để mà góp phần xây dựng cái tinh thần là của đất nước ta là thượng tôn pháp luật. Là thông qua hội thi này cũng như là một số lần mà chúng tôi đi tham dự thì phải nói là cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con nhân dân của binh đoàn 15 nói chung riêng và của địa bàn trên này nói chung thì là một trong những cái đơn vị làm rất là lề nếp và có hiệu quả chất lượng. Như hôm nay ông thấy là cái thể hiện đó là cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân đến đây tham dự một cái hội thi với tinh thần rất là phấn chấn và rất là đông đảo. Với sự chuẩn bị chu đáo, hội thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên với chủ đề tuổi trẻ với pháp luật đã thực sự góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn, đồng thời xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa quân và dân, tô thắm thêm hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ. Kết thúc hội thi, công ty 72 đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải A cho các đội dự thi.